Thông tin tiếp theo ghi nhận tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Thưa quý vị, hòa chung không khí vui Tết Trung Thu trên khắp cả nước, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức đêm hội trăng rằm, yêu thương và chia sẻ cho con em cán bộ, nhân viên trong cơ quan và đơn vị. Đêm hội trăng rằm, yêu thương và chia sẻ được Đoàn viên Thanh niên và Hội viên Hội Phụ nữ xây dựng chương trình với nhiều tiết mục vui nhộn, ấn tượng như múa lân, trò chơi đố vui, phá cổ, các tiết mục văn nghệ do các cháu thiếu niên nhi đồng biểu diễn. Tại đêm hội trăng rằm, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tham dự chung vui cùng các cháu và tặng quà cho các cháu là con cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong học tập. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã trao 50 suất học bổng vừa A9, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Mỗi suất trị giá 1 triệu cho các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn là con quân nhân, công dân viên quốc phòng các cơ quan đơn vị trực thuộc. Đây là hoạt động được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức vào dịp Tết Trung thu hàng năm nhằm động viên, khuyến khích con em của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phấn đấu vươn lên trong học tập, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy tới hậu phương quân đội, kịp thời cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết gắn bó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.